Có người nói tín đồ Phật giáo hảo tu theo pháp môn học Phật tu nhân, không có pháp môn tịnh độ mà chỉ có phương pháp niệm Phật theo pháp môn học Phật tu nhân mà thôi. Xin quý đồng đạo giải dùm cho con cái nghi về câu này. Thì đâu có gì đâu nghi mà phải nghi thì tùy. À, bây giờ mời anh Hồng Quang ơi, hay là bụi nhỏ khỏe chưa? Nếu khỏe thì thôi đi, mời anh Hồng Quang đi ha, để bụi nhỏ nghỉ chút đi. Anh Hồng Quang lên chia sẻ cái câu hỏi này đi anh Hồng Quang, còn cái câu của anh thì anh em khác người ta sẽ đóng góp. Anh Hồng Quang cái để bụi nhỏ nghỉ chút, còn nghiệp bụi nhỏ cả gần cái tiếng đồng hồ mà chia sẻ nó cũng mệt rồi. Nãy giờ thi ông ngữ là lên đóng góp chứ gì đâu, người cũng nghe nghiên cứu về kinh luật cũng thông lắm. Ok, mà thi ông ngữ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào tất cả đồng đạo trong đạo tràng. Thôi tôi cũng theo đóng góp cái câu này cũng theo cái sự hiểu biết của mình. Tín đồ Phật giáo hòa hảo tu theo pháp môn học Phật tu nhân, không có pháp môn tịnh độ mà chỉ có phương pháp niệm Phật theo pháp môn học Phật tu nhân mà thôi. Thưa ở đây đồng đạo cho biết là tu theo pháp môn học Phật tu nhân chứ không có pháp môn tịnh độ. Thì theo tôi nhận thấy đó, thì pháp môn tịnh độ đó là Đức Thầy cũng cho biết đó là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành cáo phụ Phật xưa, hay là nghe điên dại sau này thôi thảnh, đây chỉ đường cực lạc vãng sanh. Thành ra cái pháp môn tịnh độ này đó là Đức Thầy chúng ta đó nhắc lại là Đức Phật Thích Ca đó, Ngài thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, thì ở đây cái pháp môn tịnh độ là có, đó là Đức Thầy đã chỉ dạy. Còn cái Đức Thầy ra đời dạy đạo đó, thì hai phương pháp này đó, học Phật tu nhân, ta học theo đó cái tâm hạnh của Phật. Tâm hạnh ấy đó là thu nhiếp bốn đại đức của chư Phật. Trong cái học Phật này thì có đó là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, và có pháp môn tịnh độ. Đó là cái pháp môn học Phật. Còn tu nhân đó thì tứ ăn, diệt thập ác, hành xử đạo nhân là nhân nghĩa lễ trí tín, tam ca ngũ thường. Thì như vậy Đức Thầy có dạy đủ hết. Thì tôi đóng góp đó là Đức Thầy có dạy đó cái phương pháp niệm Phật chứ không phải là không đó, chứ đó. Còn cái học Phật tu nhân thì nó nằm cái đó là tịnh độ, thì nó nằm trong đó là học Phật, thì tôi đóng góp vậy rồi đó. Thì cái sự hiểu biết của mình như vậy. Và tôi lên đây đó thì cũng sẵn đây tôi muốn hỏi luôn, tôi hỏi luôn đó là bởi vì cái tình thương với nhau mà tôi cũng cũng hơi nghi cái này nè, mà cũng hơi không hỏi thì cũng thành ra nó cũng bức dứt nữa, mà hỏi đó thì thấy nó cũng cũng khó nữa. Thành ra tùy theo cái trong Zoom này nó, nếu mà có thể trao đổi và giải được đó thì tôi cũng mang ơn. Cũng như tôi thấy hiện nay đó trong tín đồ Phật giáo hòa hảo đó thì nó chia ra làm là hai phần. Một á thì nói về ông Thanh Sĩ đó, thì hồi trước đó cái đĩa của Hai Thả đó đưa lên đó thì đó, bên tôi đó, chỗ tôi đó thì phân ra hai phe đó, một tớp đó thì cũng đi cầu nguyện, nó phân ra hai phe, thành ra như vậy đó, nó không có đoàn kết, nó không có thống nhất. Rồi sẵn đây tôi xin hỏi đó, đó như vậy đó mình cái ngôn Thanh Sĩ đó thì như thế nào, tại sao mình chịu, và cái người mà không chịu đó đã phá đó thì tại sao mình không chịu, để mình bàn bạc cho biết với nhau, đặng đó là tự nơi mình chọn con đường đó. Mình đó là đi chúng thì sống mà bước chặt tất chết, rồi tùy theo mình. Thành ra mình nghe đâu đó cho nó kỹ kỹ càng đi. Thành ra Đức Thầy cũng dạy chúng ta đó
là điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi thì sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Hay là tội với phước, xét coi nhiều bạn mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Thành ra mình xét cho nó kỹ càng rồi cái mình chọn cho mình một con đường, rồi tới đó đó mình tắt hơi rồi đó thì có bị tội và phước gì đó mình cũng thỏa mãn. Thành ra tôi ở đây tôi muốn nghe đồng đạo đóng góp coi mình chịu và chịu như thế nào, mà mình không chịu, không chịu như thế nào đó. Thành ra đó, cái chỗ này tôi đó, là nơi nào cũng có mà tôi ít có nghe được mà giải nghĩa lắm. Thành ra sẵn trong cái dôm này tôi cũng kia đóng góp ý kiến như vậy đó, là vì cái tình thương với nhau mà để trao đổi, để hỏi vậy chứ không có cái ý gì hết á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin nhường biết lại cho anh Tịnh Thiền. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn đồng đạo và thiền hồng ngữ. Thì tôi cũng xin góp cái ý thêm về cái câu hỏi của đồng đạo. Câu là tôi lẽ, còn cái câu hỏi của thiền hồng ngữ đó thì cũng rất là hay. Thì để quý đồng đạo từ từ chúng ta đóng góp một cách chân thành. Đây là thiền ngữ cũng hỏi về một cách chân thành trước cái sự mà phân hóa trong cái đoàn thể chúng ta, người thế này người thế kia đó. Thì thiền ngữ cũng muốn biết ý kiến anh là khen cái chỗ nào, mà chê là chê cái chỗ nào đó. Thiền ngữ cũng biết cái chỗ đó. Thì thôi, thì bây giờ tôi xin góp cái vấn đề mà cái pháp môn học Phật tu nhân thì tôi rất đồng ý với thiền hồng ngữ. Bởi vì mình tu đây đó là mình tại gia cư sĩ, mình không phải là người xuất gia hoàn toàn mà buông bỏ cái chuyện thế gian, cho nên Đức Thầy rút ra trong tam giáo để dạy cho chúng ta tu là nho thích lão. Thì nói về nho đó, nó thuộc về tu nhân rồi, còn nói về Phật đó, thì đó là học Phật. Thì học Phật đó, nó có muôn ngàn pháp môn, nhưng mà gom là hai cái pháp môn căn bản mà Đức Thầy dạy đó là thiền tịnh song tu đó. Mà tại sao nói Phật giáo hòa hảo không có môn tinh độ, thì cái người nó muốn đả kích mình Phật giáo hòa hảo thôi, chứ thật sự thì không có thông hiểu lành về cái từ mà Thầy nói là pháp môn học Phật. Học Phật tức là gom hết tất cả những cái gì Phật dạy mà người tinh độ Phật giáo hòa hảo tu, nhưng mà gom là hai cái pháp chánh đó là thiền tịnh song tu. Tu thiền thì cũng được trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, của tu tịnh độ cũng nhờ Tây phương phổ độ. Mà ngày người tín đồ Phật giáo hảo là lễ bái công phu trước Ngô Tam Bảo cầu Tây phương phổ độ, mà nói không có pháp môn tịnh độ thì cái người đó nói là họ không hiểu gì hết trơn, chứng tỏ rằng họ muốn đả kích bên Phật giáo hảo mà thôi. Mà có một điểm đặc biệt nữa là họ không có hiểu rõ cái người dạy pháp môn tịnh độ này đó là Đức Thầy. Mà Đức Thầy ở đâu? Đức Thầy nói là Tây phương cực lạc cùng ngồi tòa sen. Đó là một đặc điểm. Đặc điểm thứ hai là Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lĩnh bảo ta truyền dạy. Đó, Đức Thầy dâng lĩnh Phật A Di Đà và ở cõi Tây phương cực lạc xuống trần để dạy cái pháp môn tịnh độ. Do đó mà Ngài mới nói một câu mà người đời không ai nói được: tìm cực lạc đây rành đường ngõ. Bây giờ hỏi tất cả các tăng sư đi, trong đạo Phật và đại diện Phật ở tại thế gian là dạy cái pháp môn tịnh độ, có ông tăng sư nào dám nói là tìm cực lạc đây rành đường ngõ không? Bởi vì đây là phàm tăng chứ đâu phải thánh tăng. Thánh tăng của Đức Thầy là Đức Thầy đã đắc đạo ở Tây phương mà dạy dưng xác định Phật chúng đặt nữa, cho nên mới dám nói câu này. Coi tuy là đơn giản nhưng là ý nghĩa sâu xa mà người đời không ai dám nói được. Như bây giờ anh em mình đâu có ai dám nói là tìm cực lạc đây rành đường ngõ. Thầy bởi vì Thầy rành cho nên Thầy mới nói câu đó. Mà bây giờ Thầy đã rành nói câu đó mà dạy pháp môn tịnh độ cho mình tu, thì ai mà là cái người mà đi kiếm Đức Thầy? Dầu trong muôn ngàn tăng sư trên thế giới này dạy pháp môn tịnh độ đi, nhưng mà ông không có rành đường ngõ, không ông không ông có linh dưng lịch Phật Di Đà, cũng không có Tây phương, cho nên đâu có biết phải Tây phương như thế nào mà dạy người ta tu pháp môn tịnh độ. Chỉ dạy theo kinh sách của Phật lưu truyền thôi. Đó, còn mình may mắn nằm trong cái đạo Phật giáo hảo, gặp được Đức Thầy dâng lĩnh Phật xuống trần dạy cái pháp môn này thì không có cái gì quý hơn đó. Cái đó là một cái đặc điểm của Phật giáo hảo đó. Mà họ không biết, họ còn nói tầm bậy. Cái đó họ nói tầm bậy thôi, họ muốn đả kích thôi, chứ họ không hiểu cái quý báu, cái cao siêu, cái vĩ đại của Phật giáo hảo. Chẳng những
mà dạy về pháp môn tịnh độ mà còn lập ra hội Long Hoa để sau này là gom cả tam thiên đại thiên thế giới về một cái đại hội Long Hoa. Cái sứ mạng của Đức Thầy đó nó vĩ đại vô cùng vô tận, không ai bị kịp. Thì quý vị thấy chứ không phải là đạo Phật giáo là đạo thường đâu, tại họ không hiểu thôi. Nhưng mà chưa tới thời, chưa tới cái lúc, nhưng mà đến cái lúc rồi thì khắp bốn biển liên dây hòa hảo, cả năm châu bốn biển, cái tam thiên đại thiên thế giới này nó đều mở ra một cái đại hội Long Hoa, mà Đức Thầy chúng ta là Long Hoa giáo chủ, bởi vì ngài dâng linh Phật xuống đây để chấn hưng cái đạo Phật và mở đại hội Long Hoa, thì chính ngài phải là giáo chủ trong đại hội Long Hoa mới gánh cái sắc lệnh này đó. Mà chính trong kinh Phật cũng đã nói rồi, lo di lạc xuống trần để mà mở hội Long Hoa, ông đã thọ ký cho Đức Di Lặc tại núi Linh Thú. Mà bây giờ thầy nhắc lại là ta vì dân sắc lệnh Ngọc Hòa đền Linh Khứu Sơn Trung Diệu Mãn, ngài được được mạng lệnh Phật Thích Ca Mâu Ni tại đền Linh Thú, hồi đó Phật đã thọ ký cho ngài sau này đắc quả Phật dưới cội cây Long Hoa, cho nên bây giờ ngài mới dâng lệnh Phật xuống để mở cái đại hội Long Hoa này. Cái chuyện đó là cái chuyện chưa từng có, nhưng mà nó chưa tới, người ta không thấy thôi. Cho nên đến một lúc nào đó thì khùng mới nói chơi chứ ban hàng phục và khắp ngài mới đứng ra là thưởng phạt công minh. Chứ nếu mà ngài không có quyền uy vĩ đại vậy làm sao mà lão đây dâng lệnh Phật tôn lãnh cân thưởng phạt chư môn dưới lệnh các môn phái, bộ muốn muốn thưởng phạt dễ lắm sao? Khi nào họ phục được rồi thì thầy mới đứng lên thầy thưởng và thì phạt được. Mà họ họ phục là đương nhiên, là bởi vì thầy dâng lệnh Phật Thích Ca Mâu Ni thì cái đạo Phật thế gian này nó là khi biết được thầy là dâng lệnh Phật Thích Ca xuống trần nào thì tất cả những người trong đạo Phật phải là quỳ phục rồi. Rồi thêm nữa là Ngọc Hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân thì những đạo Bà La Môn đạo Chúa này kia nọ đó nó thì cái là đạo Phật đạo 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 trời, mà Đức Thầy đã dâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống trần nữa. Thì khi những cái tôn giáo này, tôn giáo đạo Phật, tôn giáo đạo trời này mà biết được Đức Thầy đã dâng lệnh Phật xuống trần rồi, dâng lệnh trời xuống trần rồi để mà cầm cân thưởng phạt trong đời hội phải này, thì chừng đó tất cả những cái tôn giáo về đạo, về Phật, về trời thì thế gian này quý vị chỉ có hai cái đạo này lớn nhất thôi, không đâu đạo nữa, đạo tin tưởng Phật, đạo tin tưởng trời. Hai cái đạo này là biết được thầy là gì, dâng lệnh Phật dâng lên trời xuống để mà chịu trách nhiệm trong cái thời kỳ này đó. Thì trên trên đó là cả đạo trời đạo Phật gì cũng phải quỳ mọp và dưới sự chấp chưởng của Đức Thầy, mình phải thấy rõ cái chỗ đó. Còn bây giờ sở dĩ thầy chưa làm được là bởi vì nó chưa tới lúc, còn khi tới lúc rồi đó thì đương nhiên là tất cả thế gian này phải phục quỳ rồi thôi, cho nên lúc đó là mới là lập hội được. Nam mô A Di Đà Phật. Còn tiếp theo thì xin mời quý một đồng đạo lên đóng góp thêm cái câu hỏi của Thiên Hồng Ngữ về vấn đề mà ông Thanh Sĩ đó, để mời quý đồng đạo lên ha. Ok, mời Hồng Quang. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng đạo. Tôi trước tiên thì cũng xin góp ý cái câu của tôi là ai, tôi là tu gì đây? Có người nói tín đồ Phật giáo hòa hảo, tu theo pháp môn học Phật tu nhân, không có pháp môn tịnh độ mà chỉ có phương pháp niệm Phật theo pháp môn học Phật tu nhân mà thôi. Xin quý đồng đạo giải dùm cho. Thì tôi xin thưa, cái này tôi nghe rất là thường. Thứ nhất là ở bên Phật giáo đó, các nhà sư đó thưa nói cái điều này mà cũng có nói trước mặt tôi. Nhưng mà cái điều này thì xin thưa quý vị thôi, mình đừng có nghĩ gì. Tại vì cái điều đó cái người ta không thích rồi thì người ta muốn nói sao người ta nói. Nhưng mà bây giờ mình định nghĩa từ ngữ pháp môn là cái gì. Pháp tức là phép tắc, là cái phương pháp của đạo, cái phương pháp mà của Đức Phật chỉ dạy. Môn là cái cửa, chỉ cái con đường đi vào cửa Phật, đi vào cõi Phật, vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Pháp môn đó là vậy thôi. Mà pháp môn tịnh độ là gì? Là niệm Phật để cầu được vãng sanh về cõi cực lạc. Thì Đức Huynh Giáo Chủ đã diễn tả ở trong cái quyển năm rồi, nói đầy đủ hết trơn rồi. Cái cách thức đi về trên đó là phải phát tâm tín nguyện phụng hành, muốn ai muốn về đó, cái người tu theo pháp môn tịnh độ thì chỉ có ba cái đó thôi, chứ có gì đâu. Tín nguyện phụng hành rồi mà niệm Phật cho đến tâm thanh tịnh, nhất tâm bất loạn, hay là đến niệm được cái bản lai thanh tịnh của Phật thì đi về tới Phật. Cái pháp môn tịnh độ còn cái gì nữa đâu. Tịnh độ tức là đi về cái cõi thanh tịnh, cái cõi cực lạc vậy thôi. Còn cái phương pháp mà Đức Phật dạy chỉ cho mình đi vào cái cửa Phật hay là vào cái cõi Phật vậy thôi. Tịnh độ, pháp môn tịnh độ là cái gì nữa thì thôi. Thì tại vì ở bên kia thì người ta luận giải quá nhiều,
người ta có quyền tâm muốn nói gì cho nói, chứ pháp môn tịnh độ chỉ có bao mấy nhiêu đó thôi, chỉ có tín nguyện hạnh là đầy đủ rồi. Rồi mình cứ niệm Phật làm sao mà cho được cái tâm mình thanh tịnh, nhất tâm bất loạn, hay là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, thì mình cái tâm của mình đồng với cái tâm Phật, lâm chung được về cõi Phật vậy thôi, đâu có gì nữa đâu. Cái gì nói cho nhiều, nói cho bao nhiêu nó cũng vậy thôi. Cái kia là những cái tán thán thôi chứ đâu có gì nữa đâu. Pháp môn niệm Phật nó là vậy. Thì bây giờ định nghĩa từ ngữ thì mình thấy Đức Thầy có dạy hay không vậy thôi. Thì kính thưa quý vị, thì cái đó mình không tranh cãi. Cái thứ hai mà Thiên Hồng Ngữ hỏi nó thì cái điều này nó cũng rất nhạy cảm lắm Thiên Hồng Ngữ ơi. Thì bây giờ ông Thanh Sĩ là ai? Ông Thanh Sĩ là bây giờ hả, nói ra thì sẽ có tranh luận. Ông Thanh Sĩ cũng là một tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo thôi. Thì ổng là cái người so với thế hệ chúng ta thì ổng là thế hệ trước. Thì ổng cũng là một cái người cùng góp một cái bàn tay để luận giải về cái chân lý của đạo Phật vậy thôi. Thì mà mình do cái tùy của mình mà nhận xét, thì ở trong cái nhóm mà văn sĩ ấy thì dĩ nhiên sẽ có người nổi bật hơn những người khác, là do cái sự nhận định của mình thôi. Thì bây giờ đó, sở dĩ có cái người người ta thích là vì người ta có nhân duyên với ổng, người ta thích nghe của ổng, thì cái chuyện đó đâu có hại gì đâu. Bởi vì cái nguyên một cái pho sách của ông Thanh Sĩ đó, thì cái luận giải về cái giáo lý nhà Phật luận, mà cái đó mình hãy xem là cái phần phụ, còn cái phần chánh là cái giáo lý của Đức Thầy đó là cái chánh, còn cái đó về cái phần phụ. Thì ở trong ở này đó cũng có rất nhiều người mà có khả năng để luận giải về giáo lý. Thì ai thích cái vị nào thì cứ xem của cái vị đó. Còn bây giờ về mặt luật pháp đó, thì quý vị nên hiểu như này, của ông Thanh Sĩ thì bây giờ được cho in ra, nhưng mà truyền bá ở ở trên diễn đàn thì chưa. Mình phải hiểu luật pháp của nhà nước là như thế, chưa cho phép. Chỉ bây giờ quý vị xem, quý vị coi thì mới rất là hợp lệ, nghiên cứu thì rất hợp lệ, mà truyền bá ở trên diễn đàn thì chưa được. Chỉ có bởi vì luật pháp chỉ có công nhận là được truyền bá giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ mà thôi. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên là có đôi khi mình đưa lên trên diễn đàn thì chưa được. Cái đó nếu muốn được thì phải xin. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị, tôi cũng có quen ở trong cái, có một số anh em quen ở trong cái ban tôn giáo. Tôi có hỏi thì nói là cái đó tại vì ở trong tôn giáo mình chưa có đồng thuận, cho nên chưa được truyền bá trên diễn đàn. Có một số người chịu mà có số người không. Khi nào mà mình được đồng thuận rồi, mình xin phép thì được nhà nước cấp phép cho, thì lúc đó mới được. Cho nên là chúng ta phải nên hiểu đó, mình sống ở trong cái một công dân của đất nước thì sống và giờ làm việc theo pháp luật, mà pháp luật cũng quy định vậy rồi. Cái này thì chúng ta không có nên đưa ra bàn chi cho nhiều để mà nó có cái sự tranh cãi. Còn sở dĩ mà chúng ta nói được ở trên này nói thì cái này nó chưa hợp pháp lắm đâu. Cho nên là thì mình nói chưa có ai rầy vậy thôi, chứ nhưng mà ở trên diễn đàn thì chưa được. Cái đó là luật đã quy định vậy rồi. Cái gì hồi khi mà mình cho mình có cái tư cách pháp nhân thì mình phải đăng ký từng chữ một ở trong giáo lý của Đức Thầy, cái gì được truyền bá, cái gì chưa được truyền bá. Còn cái của ông Thanh Sĩ thì được in ra, cũng như bao nhiêu cái một cái những cái người trí thức khác. Thì bây giờ cái nào mà đưa lên trên diễn đàn mà không có bị phản ảnh thì cái đó được, còn bị phản ảnh thì chưa, tức là chưa được đồng thuận. Thì cái đó là tôi có thăm hỏi rồi.